cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục ngọc vi kính mời quý vị theo dõi phóng sự khai thuế miễn phí tại Fairfax Skill Source Annandale do võ thành nhân và thủy tiên thực hiện à, anh hoàng có thể cho biết rằng là khi mà chúng ta có những cái chương trình khai thuế miễn phí như vậy đó hàng năm như vậy đó thì cái sự giúp đỡ của chúng ta nó đến với cộng đồng người việt nó như thế nào vậy thưa anh thì để Hoàng nói về vấn đề chung là mỗi năm đó Hoàng có tất cả là 15 văn phòng ở trong cái vùng này, North Virginia area là kể cả Fairfax County Government, Prince William cũng là part của chúng tôi hoặc là, là với Arlington là cũng trong cái part của coalition của chúng tôi. Thì trong 15 văn phòng này đó mỗi năm chúng tôi làm khoảng gần hơn 6.000 cái thuế và chúng tôi đem về cái vùng uh, phía bắc của North Virginia là hơn khoảng 8 triệu rưỡi cái tiền federal refund cộng thêm tính ra cái tiền mà uh, những người dân ở đây có thể mà giống như họ có thể save được đó là họ không phải trả cái tiền uh, professional filing fee có nghĩa là mỗi lần mà họ ra mà họ khai thuế riêng uh, ở ngoài đó thì họ phải trả từ 200 đến hai uh, đến 200 rưỡi mỗi cái thuế thì chúng tôi tính ra đó là mỗi năm chúng tôi uh, có thể giúp cho những người dân ở đây đó save khoảng hơn một triệu một triệu hai trăm ngàn cái tiền filing fee. thì trong cái hệ thống của chúng tôi đó là chúng tôi muốn uh, giúp cho những người Việt Nam tại vì những người Việt Nam đó nhiều người không có biết về cái chương trình của chúng tôi mà tại vì chú của chúng tôi có được chương trình này của Fairfax County Government là của chính phủ à, uh, in partner với IIS thì chúng tôi làm rất là đúng là tại vì chúng tôi làm đó là theo đúng nguyên tắc của luật thành ra những người nào tới đây đó thường thường là không có bị rejection nhiều hoặc là có gì sai đó thì không có bị audit thường thường là như vậy Uh, thì mỗi năm đó chúng tôi đó uh, giúp cho những người Mỹ ở đây rất là nhiều nhưng với với cộng đồng của người Việt Nam thì họ chưa biết tới nhiều. Thành ra chúng tôi muốn cho người nhiều người Việt Nam nếu mà lương của họ từ 55 ngàn trở xuống, 55 ngàn đó thì chúng tôi có thể làm cho free cho họ và làm đúng anh Hoàng có thể cho biết thêm là khi mà chúng ta có người để mà làm việc mà cho cái chương trình khai thế miễn phí đó thì cái sự chuẩn bị về vấn đề mà những người thiện nguyện để mà họ có một cái skill set có nghĩa là cái kỹ năng cần thiết đó, thì cái vấn đề training, vấn đề huấn luyện nó như thế nào vậy thưa anh? À, dạ thưa anh Nhân thì cái vấn đề huấn luyện là chúng tôi khoảng tháng 10 đó là chúng tôi đã recruit những cái người mà muốn thiện nguyện volunteer để làm thuế thì mỗi năm chúng tôi train khoảng chừng 400 người volunteer thì những người nào mà muốn thật sự muốn làm đó thì phải qua một cái program giống như là phải cái training program của chúng tôi là của IS thì cái quyển sách này là cái quyển training guide tất cả mọi người đều phải qua một cái training guide và có một khi mà họ muốn làm đó thì họ có thể certify thứ nhất là intermediate hoặc là cao hơn là advanced thì um, chúng tôi mỗi năm đó có khoảng từ 250 đến 300 người volunteer thiền nguyện À, là làm giúp chúng tôi trong cái chương trình mùa thuế đó thì cái chương trình của chúng tôi chúng tôi đã bắt đầu từ tháng 10 và training từ tháng 10 cho đến khoảng cuối tháng giêng à, bắt đầu tháng 2 đó là bắt đầu mở 15 văn phòng và tháng 2 đến ngày April 15 là chúng tôi đó thời gian đó là giúp cho chúng những người dân ở đây để làm thuế miễn phí thì chúng tôi mỗi năm đó um, tôi lại những trường đại học giống như năm nay tôi vào tôi um, recruit là 5 người intern của George Mason University để volunteer thì những người này đó um, volunteer thì chúng tôi đó là bắt buộc họ phải volunteer 150 tiếng và sau đó đó họ được 3 credit của George Mason University và những người làm vong thì chúng tôi intern á thường thường đó là sau khi họ làm chúng tôi trong cho, cho chúng tôi là chúng tôi refer qua họ những cái hãng như là Deloitte hoặc là những cái hãng mà có thể mướn những người mà đã có kinh nghiệm thật ra cái này rất là successful rất successful và rất là thành công trong 11 năm qua và khi mà chúng ta nói là chúng ta có một cái chương trình có những người volunteer thì bên cạnh những người volunteer còn có những cái công ty đặc biệt cái ngày hôm nay là ngày 23 tháng 2 đó thì có một cái công ty đến để mà chúng ta cùng cái công ty đó để mà giúp những người khai thuế. Anh Hoàng có thể cho biết thêm về công ty Deploy vào ngày 23 tháng 2 này. Dạ, yeah. thưa anh Nhân thì Hoàng đã partner với hãng Deloy 11 năm rồi. lúc đầu đó 2008 là bắt đầu Hoàng đã partner với loại thì lúc đó đó chương trình chưa có à, bành trướng lớn Um, mỗi năm đó Deloitte làm khoảng từ 20 đến 30 cái thuế và họ làm những cái văn phòng khác. Nhưng rồi sau khi mà Hoàng đã take over cái chương trình này rồi đó thì Hoàng thấy là mình có thể mình bành trướng được là có cái potential để giúp cho Deloitte. Uh, thứ nhất là Deloitte đó họ có muốn làm cho cho giúp cho cộng đồng tại mỗi người nhân viên của Deloitte là họ muốn mỗi năm đó là những người mà tax preparer những người CPA đó uh, phải làm một cái gì cho cộng đồng thì Hoàng với ông Jamie Blank đó đã nói chuyện, ông là managing partner của Deloitte, thì chúng tôi đã come up một cái solution đó là mỗi năm đó Deloitte sẽ tới một cái văn phòng của chúng tôi ở đây và giúp cho những người muốn làm thuế thì thường thường đó trong một ngày hôm nay đó là chúng tôi sẽ cái goal của chúng tôi là sẽ giúp khoảng 100 trăm người nhưng cái ngày Deloitte là một ngày rất là vui mà tại vì đó Deloitte đó, họ sẽ thường thường đó họ đem khoảng từ năm đến 60 người nhân viên của họ tới để giúp làm thuế và họ mua uh, đồ ăn breakfast, đồ ăn trưa, lunch cho những người uh, uh, khách hàng tới vừa làm thuế mà được ăn cả ngoài uh, đủ thứ đồ ăn hết cái gì họ cũng có hết đó là Panera rồi bánh mì Subway rồi họ mua Bonchon rồi pizza thành ra vừa ăn được free mà vừa làm thuế free nữa giờ yeah, thành ra một ngày này chúng là ngày rất là vui là tại vì cộng đồng có thể hưởng được những cái uh, phúc lợi À, chúng tôi đại thọ cho cộng đồng ở vùng này. Nếu mà những người có con nhỏ hoặc là những người có cái hoàn cảnh đi lại khó khăn ấy, thì khi mà đến khai thuế thì mình có được cái sự giúp đỡ gì đặc biệt hay không vậy dạ, Thưa Hoàng? Uh, thì những người khai thuế đó có con nhỏ là có gì, những cái chương trình giống là income tax credit là họ tới đây thì chúng tôi sẽ coi cái trường hợp của mỗi người và chúng tôi làm thuế rất là đúng và hôm nay specifically với ngài Deloitte đó là Deloitte đó họ như nãy đã có nói là họ mua đồ ăn cho tất cả mọi người và họ có thể làm một cái phòng giữ con nít nữa thành ra vừa được làm thuế vừa được ăn mà lại con nít của mình có thể một cái phòng chơi thành ra vừa được ăn uống mà làm như vậy đó uh, là một ngày giống như là giúp rất là hữu ích cho cộng đồng thì mỗi năm đó là cái ngày Đồ Lôi là cái ngày à, thứ bảy cuối cùng của tháng 2 là cái ngày chúng tôi lúc nào cũng làm việc với Đồ Lôi và mời Đồ tới đây để làm thuế cho những người ở vùng này. Riêng tại trung tâm mà chúng ta đang đứng đây là gọi là Fairfax Skills Group của Anadel thì anh Hoàng có thể cho biết những cái dịch vụ ở đây nó như thế nào và chúng ta có những cái chương trình khai thuế bằng tiếng Việt hàng tuần như thế nào trong thời gian mà chúng ta khai thuế? Thì chương trình của Skillsource là cái chương trình của quận Fairfax County. Thứ nhất là chúng tôi giúp những người kiếm việc. À, là cái main uh, function ở đây là những người nào giống như là quân đội hay là những người nào bị lay off hoặc là những người nào muốn kiếm việc tới đây đó thì sẽ gặp những nhân viên của chúng tôi thì họ sẽ giúp cho những người đó thứ nhất là đi training hoặc là, là phải connect thẳng với những người employer, những người chủ hãng, những corporation mà đang cần người. Ngoài ra cái công việc đó, đó tôi là cái người điều khiển cái chương trình thuế của Fairfax County. Thì mỗi năm đó, như tôi đã nói là chúng tôi làm từ khoảng từ 6.000 cái thuế À, từ tháng 2 cho đến tháng 4, à, và chúng tôi mỗi năm đem hơn khoảng 8 triệu rưỡi về vùng này. Thì cái chương trình này rất là thành công, thành ra chúng tôi đã, tôi đã điều khiển cái chương trình này khoảng 11 năm rồi. À, ngoài ra chúng tôi có cái chương trình khác là cái chương trình business service, là giúp cho những người muốn mở tiểu thương, à, chương trình SCORE, partner với SBA, là những người nào muốn à, tới văn phòng mà mở, mở business đó, thì đây chúng tôi có những người volunteer, đều là professional à, họ là những người luật sư những người đã có kinh nghiệm à, giúp những người nào mà đã muốn mở tiểu thương thì tùy theo cái trường hợp của mỗi người chúng tôi đều làm những cái công việc đó đều là free miễn phí và là làm đúng dạ yeah. xin cảm ơn hoàng rất là nhiều anh hoàng dạ dạ yeah, xin cảm ơn nhân rất là nhiều dạ yeah, xin nhân đã cho hoàng một cơ hội tới đây uh, để gặp tụi này để đi interview của ngài Deloitte ngày hôm nay Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị đón xem VATV thứ bảy, 9 tháng 3, 2019 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Ngọc Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Thư mời ra mắt phim tài liệu. Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam Kính thưa quý hội đoàn, đồng hương và nhân sĩ, trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi ra mắt bộ phim Con Người và Lịch Sử Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam dựa vào các cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Bùi Diễm. Buổi ra mắt phim được tổ chức vào lúc 1 giờ thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2019 tại Đại học luật George Mason University Law School, Founders Hall Multipurpose Room 125, địa chỉ 3351 Fairfax Drive, Arlington, Virginia 22201. Mọi liên lạc xin gọi ông Nguyễn Mậu Trinh 301 461 8490, ông Võ Thành Nhân 301 257 8496